channel Gian TV của mình. Thì hiện tại mình đang có mặt ở trường trung học cơ sở Huỳnh Phương Ninh. Trường này mình đã học ở đây năm lớp 9 cấp 2 á. Thì bây giờ mình có gì quay lại đây để mình ăn review các món ăn tại cổng trường. Hồi xưa thì mình ít khi nào đi ăn vặt ngoài cổng trường lắm, cho nên hôm nay mình quyết định là để chi tiền ra để ăn vặt cho cổng trường. Thì mình sẽ cầm 70.000 để mình đi ăn tất cả các món vặt ở đây. Thì hãy cùng theo mình nha, là xem mình ăn được những món gì, bao nhiêu tiền và được bao nhiêu món. Ok, go. Hiện tại thì mình đang đứng ở gần bánh tráng nướng phô mai trứng muối. Thì 10.000 một cái, mình sẽ mua một cái trước nha. Và bánh chiên một cái. Và bây giờ mình đã mua xong một cái bánh tráng nướng phô mai trứng muối 10.000 và mình còn 60.000, tại mình có 70.000 thôi. Và bây giờ mình sẽ mua bánh lăn ở đây. Chứ cô đang bán bánh lăn này á, cô đi bán từ lúc mà mình còn bé xíu rồi, nó cũng mười mấy năm rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ ghé mua bánh lăn với lại rau câu nha. Ok, bây giờ mình sẽ mua bánh bột lọc nha. Bây giờ mình sẽ ghé mua bánh lăn với lại rau câu nha. Ok, mình sẽ ăn review cho mọi người. Cái này bán nhiêu? Bằng 10, 20, 10 lên, anh muốn ăn nhiêu anh? Mấy con một con này. Lâu lắm rồi mới ăn cái này. Lúc mà mình học tới giờ là chưa có bán. Giờ tan học cho nên các gì bán được hết rồi. Một ly bánh lăn với lại hai hũ đậu con này. Không? Bạn xem bên đây. Bây giờ mình sẽ mua trà sữa. Mua ở cái cô này nè, mình quen cô này từ lúc mà mình học ở đây rồi. Xong rồi. Bây giờ mình sẽ ăn hết tất cả các món nãy giờ mình mua. Bánh tráng nướng, gà rán 10.000, bột lọc. Có hai loại là bánh bột lọc đậu xanh với lại bánh bột lọc tô. Với lại một ly trà sữa Thái xanh full topping. Đây là 70.000 của mình. Thì các bạn có thể đến trường Huỳnh Phương Ninh, là ở trước cổng trường có rất là nhiều cô chú bán hàng. Thì hiện tại ở đây là bán cái cô bán bánh tráng nướng cho mình mượn cái bàn hay là cái ghế ngồi ở đây để quay á. Trường trung học cơ sở Huỳnh Phương Ninh, thành phố Vũng Tàu nha. Bây giờ mình sẽ ăn món gà rán thịt trước nha. Tại vì mình thấy nó cũng không có nhiều nè. Thì 10.000 vô đây thì cũng khá là ok. Mình sẽ ăn thử rồi xem cái vị nó sẽ như thế nào. Ở đây sẽ là gà rán với lại tương ớt, tương cà với lại mayonnaise. Hồi nãy nhìn cô làm, nhìn sợ quá, nhìn gấp rút quá.
có bạn rồi mình có cảm nhận nó bị gà nó không nhiều nhưng mà nó đáng là 10.000 tại mua có 10.000 thôi sao mà thấy còn ít quá. Bây giờ mình sẽ qua món tiếp theo nha, tức là bánh tráng nướng. Tráng nướng của cái cô là sao nè. Đây mình sẽ bỏ vô đây nha. Bánh tráng nướng cái này là bánh tráng nướng phô mai trứng muối. Trong đây là có tép nè, có hành vi, có trứng muối phô mai. Nhìn khá là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Như là ở ngoài này chưa có trứng muối á, mà cảm nhận được bánh tráng nó khá là giòn, mặc dù là mình mua từ đầu luôn, sau mà mình đi vòng vòng rồi, mà bánh tráng nó vẫn còn giòn, khá là ok á, 10.000. Trứng muối này nè, béo luôn á. Ta nói nó ngon thì thôi luôn á. Ngon lắm. Bây giờ mình sẽ ăn bánh bột lọc nha. Món tiếp theo đó chính là bánh bột lọc. Ở đây có hai loại, mình sẽ ăn thử cả hai loại luôn nha. Nước mắm thì nước mắm kiểu như là nước mắm ngọt ngọt á. Mình sẽ ăn nước mắm này hơn là phải nước mắm lọc lọc. Nước mắm này là để được pha với đường cho nên nó sẽ đặc. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái bánh bột lọc màu xanh trước. Mắm nó bị ngon. Bột thật, bột khá là dai nè. Không quá nhiều bột. Có cả tép ở trong nữa. Mình nghĩ thì ăn cái bánh bột xanh thì ngon hơn. Nhưng mắm ở đây thì khá là vừa ăn và ngọt, thì nó sẽ thích hợp với lại cái bánh này hơn. Là cái bánh này ăn nếu mà ngọt nó sẽ ngon hơn nhiều. Thì mình sẽ ăn món tiếp theo nha. Mình sẽ ăn bánh lăng. Alo, bánh lăng ở đây. Bánh lăng ở đây cô sẽ bỏ cà phê với lại đá vô luôn. Nếu các bạn nào muốn ăn bánh lăng không á thì cô sẽ bán ở trong cái hộp luôn. Mình sẽ mang cái hộp về. Thì mình sẽ ăn thử nha. Bánh lăng béo vừa vừa nha, nếu mà ngọt quá mình cũng ăn được. Cà phê cô làm cũng rất là ngon, cà phê sữa bánh lăng mình còn gì bạn nữa. 10.000 ba cái rồi, hẳn là ba cái nha mọi người. Hai hũ này 5.000 á mọi người tin không. Cái này là rau câu dừa với lại lá dứa, xanh dứa. Mình hay ăn cái này. Vị ngày xưa luôn. Ngon lắm mọi người. Rau câu bé vừa phải. Không ngọt lắm. Cái lại nó mềm nha, chứ nó không có bị dai hoặc là bị cứng nhắc đâu, khá là vừa. Giờ mình sẽ uống trà sữa thai trứng trâu ở dưới nè, full topping luôn nha mọi người. Mình cũng hay mua của cái cô này á, cô có bán cái loại bánh tráng khá là ngon á. Nếu mà để mình làm một cái series bánh tráng lần sau á, mình sẽ ghé qua đâu cái cô đó để mua bánh tráng. Coi đó bánh tráng cực ngon luôn mọi người. Giờ mình sẽ uống thử nha, sữa nha. Ngon thiệt nhưng mà cô bỏ cái hạt cái tinh vô nó không hợp cho lắm. Hạt cái tinh cô bỏ nó hơi chua chua.
nên nếu mà bỏ chân trâu không thì sẽ ngon thiệt sự.